khởi đầu chỉ là lòng hiếu thảo. Khi mà mẹ anh đổ bệnh tâm thần á, rồi anh mới mời về chăm sóc mẹ, thế thì chị nhận lời. Nhưng sự đồng cảm và yêu thương đã gắn kết họ với nhau. May mắn là mình gặp Mỹ giống như là trời ban cho mình. Mọi người cũng bàn tán sao em hay quá vậy, can đảm em chịu, coi như mẹ anh cũng như mẹ mình có tình thương thì cái gì cũng được hết. Và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Quá ngưỡng mộ có được một cái người vợ, tuy là mình là tiếp viên nhưng mà cặp đôi này sẽ mỹ mãn từ đây đến về sau này. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng, chủ đề tiếp duyên, được phát sóng vào lúc 19:35 thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022 trên VTV9.